Trung Quốc, thế hệ thanh niên 10-0 tuyên bố nằm ườn phó mặc. Những năm gần đây, những người trẻ ở Trung Quốc đại lục đang phải vật lộn với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mới đây, nhiều lời tuyên bố của thanh niên 10-0, thế hệ cuối cùng đã được đưa ra khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Một người đã đăng bài như sau: thanh niên 10-0 chỉ những người trẻ có 10 đặc điểm sau. 1. Không hiến máu. 2. Không quyên tiền. 3. Không kết hôn. 4. Không sinh con. 5. Không mua nhà. 6. Không mua vé số. 7. Không đầu cơ cổ phiếu. 8. Không mua quỹ. 9. Không giúp đỡ người già bị ngã. 10. Không xúc động. Còn có người tuyên bố như sau: tuyên ngôn hậu 2000. Những người sinh sau năm 2000 chúng tôi không nợ tiền mua xe, mua nhà, không con cái. Mỗi ngày tỉnh dậy nhẩm 3 lần. Có con cháu tự có phúc của con cháu. Không có con cháu, mình ta hưởng phúc. Thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, không làm cha mẹ càng bớt muộn phiền. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, không làm cha mẹ chẳng đắn đo. Đây gọi là tuyệt thế giai nhân. Nam thanh niên Trung Quốc trong video tuyên bố rằng thanh niên 40 là không mua nhà, không kết hôn, không sinh con và không tiêu xài hoang phí. Họ cảm thấy dù có làm việc chăm chỉ, họ cũng không mua được nhà, vì vậy đơn giản là đừng mua nhà. Chỉ cần không nghĩ đến việc mua nhà nữa thì áp lực sẽ biến mất ngay lập tức. Không có nhà thì không cưới được vợ, vậy thì cũng đừng kết hôn nữa. Chỉ cần không kết hôn, áp lực sẽ lập tức biến mất. Không có nhà, không có vợ thì sẽ không có con. Không có con thì không cần mua sữa bột, tiết kiệm thêm được một khoản chi phí nuôi con. Không phải vay tiền mua nhà, mua ô tô, nuôi vợ con. Vậy thì chỉ cần nuôi thân là đủ. Người ở đâu, nhà sẽ ở đó. Một người ăn cơm thì cả nhà đều không bị đói. Xào một đĩa rau có thể ăn trong 3 ngày, mỗi ngày tiền ăn 10 nhân dân tệ là đủ. Mặc dù không có công việc tốt, thu nhập không cao, nhưng chỉ cần không mua nhà, không mua xe, không sinh con thì vẫn có thể sống tự tại. Con người sống chỉ một lần, ngay từ nhỏ đã phải nỗ lực học tập, lớn lên lại vất vả làm việc, mua nhà, nuôi gia đình, vất vả cả một đời. Cuối cùng anh nói rằng, nếu con cái không có tương lai thì dù đã về hưu, cha mẹ vẫn phải giúp đỡ chúng. Như vậy cả đời đều không được thanh thản. Nhưng chỉ cần trở thành thanh niên 40 thì một năm cũng có thể hạnh phúc bằng cả đời của người khác. Một cư dân mạng trên nền tảng X bình luận rằng: đây không phải là cuộc sống bình thường, nhưng ở một vùng đất bất bình thường, hầu hết mọi người chỉ có thể sinh tồn một cách bất bình thường. 10-0 nhắm đến giới trẻ tầng lớp thấp, những người có điều kiện đều đã di cư. Những người trẻ đã thức tỉnh không sẵn sàng bị lừa nữa. Ở một đất nước như vậy, mỗi một đứa trẻ được sinh ra thì chỉ là thêm một nô lệ mới mà thôi.